Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cấu hình cái bộ kích sóng Xiaomi phiên bản Repeater Pro. Cái thiết bị này thì có lẽ là rất là nhiều video đã làm hướng dẫn rồi. Tuy nhiên thì các bạn cần chú ý là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cái Repeater Pro hàng phân phối chính hãng. Cái phiên bản hàng phân phối chính hãng thì nó sẽ kết nối hơi khác một tí xíu so với cái phiên bản nội địa. Thế nên là mình sẽ tạo một cái video riêng để cho bạn nào mà sử dụng những cái hàng phân phối chính hãng ấy thì kết nối nó được thuận lợi hơn. Và đây này, chính là cái sự khác biệt đây này. Cái chân của hàng phân phối chính hãng chính là chân tròn ở thị trường Việt Nam mình. Còn đối với những cái hàng nội địa thì nó sẽ là chân rẻ nhá. Và để kết nối thì chúng ta sẽ thực hiện cắm vào ổ cắm. Rồi, ok. Và để kết nối thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải cài cái ứng dụng Mi Home. Và bạn nào nếu như đã có ứng dụng Mi Home rồi thì chúng ta sẽ thực hiện kết nối nhá. Còn nếu chưa có thì các bạn sẽ phải tải từ Google Play Store của Android hay là App Store của iPhone. Nếu như bạn nào mà chưa biết cách làm thế nào để tải cái ứng dụng này về ấy, thì các bạn xem một cái phần mô tả, dưới mô tả mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn cách tải ứng dụng Mi Home, hoặc là các bạn nhìn ở phía bên trên cái video này sẽ có một cái đề xuất, thì các bạn click vào đấy thì nó sẽ link tới cái video hướng dẫn tải cái ứng dụng Mi Home. Ok, và chúng ta sẽ khởi chạy cái ứng dụng Mi Home. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây là cái giao diện chính của ứng dụng Mi Home. Các bạn sẽ cần phải đăng nhập. Nếu như các bạn có tài khoản của Xiaomi rồi thì chỉ cần click vào đây thôi và chúng ta sẽ thực hiện đăng nhập. Còn nếu như bạn nào chưa có tài khoản của Xiaomi thì chúng ta cần phải tạo một cái tài khoản. Và tạo như thế nào? Nếu như bạn nào chưa biết cách tạo ấy thì mình cũng sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn ở dưới cái phần mô tả để các bạn có thể tạo được tài khoản Xiaomi một cách đơn giản. Hoặc là các bạn cũng nhìn ở phía bên trên thì mình sẽ đề xuất một cái video tạo tài khoản, hướng dẫn tạo tài khoản. Các bạn click vào đấy nó sẽ link tới cái video đó. Còn bây giờ thì mình sẽ thực hiện đăng nhập cái tài khoản của mình. Ok, thì tài khoản của mình thì mình đã đăng nhập xong rồi nhá. Thì để đăng nhập thì mình sẽ bấm đăng nhập thôi. Ok, như vậy thì mình đã đăng nhập xong cái tài khoản của Xiaomi rồi. Và cái phiên bản hàng phân phối chính hãng khác cái phiên bản nội địa, nó nằm ở cái chỗ như thế này này. Các bạn sẽ vào phần hồ sơ. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt. Và các bạn nào mà mới lần đầu kết nối thì hết sức chú ý và làm theo cái bước này nhá. Đây, các bạn sẽ vào cái phần hồ sơ này. Ví dụ đang giao diện chính này, bấm vào hồ sơ này. Sau đó này, bấm vào cài đặt này. Và các bạn sẽ quan tâm tới cái phần quốc gia. Cái phần quốc gia này đối với bản nội địa thì các bạn bắt buộc phải chọn là Trung Quốc. Còn nếu như những cái phiên bản hàng phân phối chính hãng thì các bạn sẽ chọn cái quốc gia là Việt Nam. Đó, chắc chắn là Việt Nam rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái giao diện chính và chúng ta sẽ thực hiện kết nối. Để kết nối được thì các bạn sẽ phải quan sát trên cái đèn trạng thái của chiếc Repeater Pro. Nếu như nó đang đèn vàng nháy như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện kết nối được luôn. Còn nếu như nó đang là đèn xanh hoặc là một cái đèn nào đó chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thực hiện kết nối được. Lúc đấy thì các bạn sẽ phải chọc reset nhé. Các bạn chú ý ở đằng trong này này, nó sẽ có một cái nút reset, thì chúng ta sẽ lấy cái que tăng chọc vào giữ khoảng tầm 5 giây thì nó sẽ thực hiện reset lại cái sóng và chúng ta lúc đấy thì mới có thể kết nối được. Ok, bây giờ thì đèn vàng nháy rồi nhá, mình sẽ thực hiện kết nối luôn. Thì khi mà đèn vàng nháy rồi ấy thì chúng ta sẽ ở trên cái giao diện chính của ứng dụng Mi Home này, thì các bạn chỉ cần chạm vào dấu cộng thôi thì cái phần ở trên này nó sẽ tự động nó sẽ quét và tìm cái thiết bị đấy, các bạn thấy không, tìm ra ngay lập tức và tên của sản phẩm đấy rồi, thì mình sẽ chỉ cần chạm vào thôi. Thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cái sóng Wi-Fi kết nối, thì các bạn chú ý là ở đây thì nó sẽ chỉ hỗ trợ cái băng tần 2.4G thôi nhá. Nhà bạn nào mà lại chỉ có băng tần 5G là hơi bị phiền đấy, sẽ không cấu hình được đâu. Đấy, mình sẽ chọn cái này đúng không? Và bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục. Đó, quá trình kết nối thì nó sẽ tiến hành luôn và chúng ta sẽ chỉ cần đợi trong vòng mình nghĩ là mười mấy giây thôi thì nó sẽ kết nối thành công rất là nhanh. Và khi kết nối thì các bạn cũng cần phải quan sát trên cái đèn trạng thái đấy chưa? Bạn thấy không? Nó sẽ chuyển từ trạng thái vàng nháy sang cái trạng thái xanh dương. Như vậy thì cái quá trình kết nối của chúng ta đã thành công. Đấy, ok, rất là nhanh. Và ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cái group. Đấy, mình sẽ chọn cái group nào nó phù hợp. Ví dụ như cái thiết bị này mình để ở phòng khách hay là trong nhà thì để sau này mình quản lý cho nó thuận tiện. Ví dụ ở đây mình sẽ để phòng khách chẳng hạn nhé. Bấm tiếp. Rồi, ok, thì cái quá trình cấu hình kết nối đã xong xuôi rồi.
Vâng, và để kiểm tra thì rất là đơn giản, các bạn sẽ kéo từ trên xuống, chúng ta sẽ vào phần wifi này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái sóng nó ghi là cái plus này. Tại vì đây là một cái thiết bị kích sóng giúp chúng ta mở rộng vùng phủ sóng. Thì ở đây cái sóng vẫn là cái tên của mình cũ thôi nhé, nhưng mà nó sẽ thêm một cái chữ là plus để các bạn phân biệt. Rồi, để kết nối nó thì mình sẽ chạm vào. Và mật khẩu thì chính là cái mật khẩu của cái sóng wifi của nhà chúng ta thôi. Thì đăng nhập vào là chúng ta có thể kết nối thành công. Ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn kết nối cấu hình xong cái kích sóng Repeater Pro hàng phân phối chính hãng. Các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.